5 tháng 6 năm Canh Thìn 1940, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo bỗng nhiên viết bài Từ Giả Là Nhân Nghĩa. Nội dung: Ngài bày tỏ thiện cảm mến yêu của mình với tất cả mọi người và bình luận tâm lý của bá tánh thập phương, cũng không ngớt lời nhắc lại nền nếp đạo đức từ thở trao của giống nòi dân tộc Việt đã bị đổi thay do lòng người tạo lấy bởi nghiệp chướng quá nặng mang, thành phải dương nhiều hổ quả. Cho nên bằng những câu tha thiết dặn dò, dỗ dành dạy chỉ, hãy tin tưởng Phật trời cũng như bao hứa hẹn ở tương lai. Xin mời chư thiện hữu bình lặng cõi lòng thâm nghiệm tâm sự của Đức Thầy trên bước trung tiên miền đất khách. Kính thưa quý vị, thực hiện chương trình này sẽ do hai vị tín đồ Phật giáo Hoàng Hảo thực hiện. Phạm Thị Bích Trinh. Quỳnh Thị Hân. Thành Kính Diễn Ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Kể từ 18 tháng 4 Canh Thìn lưu chữ thiện từ, ở trong cõi tạm đã từng đổi thay, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài, ngày sau sẽ được chân mền thơm tho. Tục kêu là rạch xa non, dàm kinh ông bổn eo có khúc đường. Ngài thay lìa cách quê hương, về đây nương ngủ bởi thương dân lành. Phối trần xóa bỏ lời danh, quyết lòng lánh trượt tầm thanh mai chiều. Thở xưa thời buổi thuấn yêu, Thái Bình thanh trì mến yêu khắn tình. Chớ đâu đồ thắng xanh lên, bởi nay lối đạo kệ kinh ngạo cười. Lo cho mình được đẹp tươi, phủ phàng nghĩa cảm lại cười. Phật tiên luật trời báo ứng nhàn tiền, khắp trong thiên hạ đạo
một bài cho trong bốn đạo hôm nay rèn lòng băng chừng tách dằm xa trong chân xanh gặp trần trời long hầu kề tới lui bùa thuốc bồng bề chân dời khỏi cửa ra về phối ơn thấy đời đây sửa lại gặp con thay bình Phật trời đâu dùng phép linh chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa nghênh làm thiếu lấy thừa mẹ cha chẳng kể dối lừa ngộ ngang ngày nay mời đến Phật đàn niệm một tiếng Phật đòi ai bình liền chấm lành chê Phật ngạo tiên rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình dương trần phú trọng bằng khinh mạng lo bơi móc cầu dinh thân phàm biết sao đầy được túi tham không ngần không đáy càng làm không đời bụng già gai trong nên còn khổ sở trời đông túng nghèo nhìn dân ruột thắt gan teo ráng tầm gậy cũ mà leo qua gặp cành bơ vơ thuyền ghé chẳng có bên bờ cũng không một mai thấy được non bồng cảnh tiên rực rỡ mây rồng đẹp thay lại thêm thấy trong Phật đài không già không bình chẳng ngày nào lo bây giờ lão lại thúc đò đưa qua bến giác giống to vậy mà con ghét kể ca không gây tình cảm
đầy vàng nhọc khuyên thân đời ta phải chuẩn chuyên bạc liêu sư ấy ta liền đến nơi giả từ bóng đạo ít lời dình câu nguyện giấy chữ lời nghĩa thầy bớt lòng thương nhớ từ đây chẳng nên bệnh rình để thầy lời dạy dỗ ca ngâm Di Đà sao chớ trì tâm chớ sợ cuộc trần thầy to thiệt hơn mấy người bê trễ chậm chân tới thầy nghe theo lời chỉ sao đây lãnh bài cầu nguyện dễ dài mà tu dài đầu tóc rối bù mà trong ba tánh hẹn thù chi ta trễ chân thầy mắt đi xa hỏi thăm hương bộ vậy còn khi tỏ khi lu cho nên phận lão diễn du đòi dời càng đi càng biết nhiều nơi càng đem chân trời phổ thông người cùng trí lại cùng ngâm cớ sao thế cuộc lão thông cũng kỳ ta thân tầm đạo nhiễm màu thắm diệu nam tri lão bài cầm hương chấp lại hai tay đưa lên trên trắng nguyện bài quy nguyện rồi cắm hương rồi cũng đứng thầy thẳng ngang đọc qua lời nguyện một bài lại luôn bóng lại ta rài tâm bàn tay lật ngửa dậy mà
chớ đừng lật sắp vì thầy tay xanh. Đi xa thầy phải dặn rành, bàn thông thiên cũng thiệt hành như ấy. Bốn phương đều đọc dạy thầy, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chớ lời, thượng hành như vậy nhớ lời đừng sai. Có đau xem thuốc ba bài, tâm thành cầu lành. Dây vàng xé nhỏ đành rành, để trên bàn Phật chí thành uống ngay. Thánh thần ở đâu cũng đến đổ rài chúng sanh. Con rồng mới nở gúc nanh, mà trong ba tánh thật chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bốn đạo bóng tùng phủ che. Trách dân còn chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Hết nhục rồi lại đến vinh, nghe không thì cũng mặc tình. Để cho dân sự luận bàn, nếu tu thì phải chọn vàng lừa thao, cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rồng phải nhào trong. Một mai vào được Tây Đông, khắp trong thế giới thỏa lòng ước mơ. Núi tầm ắt được nên tơ, nếu ta làm phải bên lưng. Núi non rừng thầm cùng tầng, bây giờ phiêu bạc ta mừng khắp nơi. Cho dân đều hiểu cuộc đời thiên
đồng chuông đạo bon ngân cho người sai ngộ tình lần giấc mê. Biết lo sửa kiện trong quê thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Bấy lâu lòng vẫn ước mong cha con hội hiệp thì lòng mới nguôi. Từ đừng đeo đắm lời danh bỏ trôi đạo đức hư danh giải truyền. Mai sao được gặp cõi tiên phỉ tình nguyện khỏi phiền lòng ta. Dạy lời để lại khuyên ca trí phong tất gốc đường xa xứ người trò gần xa thầy chỉ đành rành quyết tuyển con lành đem lại Phật gia. Cáo từ làng xóm trẻ già chúc cầu lạc nghiệp nhà